Hiệp khách mặt nạ đen, tập 17. Lão Đậu. Đậu Đậu, tình hình bên trong như thế nào rồi? Lão Đậu, cha nói Phùng đại nhân có dám đến không? Ông ta dám không đến sao? Ta nói cho con biết, nếu như hôm nay lão Đậu ta có thể đoạt được mỹ nhân về, hai cha con chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon để chúc mừng. Chúc mừng, kháng nghị. Cho con ăn cơm, có còn kháng nghị thứ gì? Con không kháng nghị chuyện ăn cơm. Con là kháng nghị hai chữ mỹ nhân này. Con tuổi còn nhỏ như vậy, sao có thể hiểu được thế nào là thưởng thức, cho nên ta không trách con. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Phùng đại nhân, ông đến rồi. Ta đương nhiên là nhớ lời thề ước của chúng ta rồi. Ta là không được dẫm vào đệ nhất trù, đúng không? Đúng rồi, ta phải giải thích cho ngươi hiểu chữ dẫm trước. Ý nghĩa của chữ dẫm chính là ý chỉ hai chân đặt lên trên đất. Nhưng mà ta bây giờ đang ngồi trên kiệu, được khiêng lên, cũng có nghĩa là hai chân không chạm đất. Đây không thể gọi là dẫm được. Cho nên ta không có làm trái lời thề. Hiểu chưa hả? Vậy ta phải khởi kiệu rồi. Khởi kiệu. Ông lừa dối, ông nói lời mà không làm theo. Lão Đậu, cha muốn làm gì hả? Đúng đúng đúng. Trong lời thề của chúng ta còn nói rõ, có thể đi vào trong, nhưng mà không được nhìn thấy phi nhạn. Nhìn thấy phi nhạn cũng được tính là thua rồi. Còn nữa, ông ta đã quên ta còn có pháp bảo là con đây rồi. Con bây giờ nhanh đi vào trong, xem thử ông ta có tiếp xúc với bà chủ Liễu không. Nếu như có, thì phải nhanh chóng ra đây nói ta biết. Đi 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 đi. Ta cũng có pháp bảo. Đậu Đậu, Đậu Đậu, thế nào rồi? Ông ta thua rồi đúng không? Không thể nào, ông ta ở bên trong lâu như vậy, nhất định sẽ thấy Liễu phi nhạn đúng không? Ông ta từ đầu đến cuối ngồi ở trong kiệu ăn, có thể nhìn thấy được ai chứ? Tỷ tỷ, muội xem, muội gọi ta như vậy, hay ta tính nhầm rồi này? Một người như tỷ, thấy tiền là sáng mắt. Trong tình huống nào cũng sẽ không tính nhầm đâu. Là bởi vì bản thân của tỷ đang tinh thần bất an. Cái gì mà tinh thần bất an? Chuyện đó phải hỏi bản thân tỷ, tỷ là rõ nhất. Muội gần đây thường ở cùng A Nguyên, học phải thói xấu đúng không? Tỷ đừng đổ oan cho A Nguyên, A Nguyên không có xấu đâu. Người xấu là Phùng đại nhân và Tống đại ca. Bọn họ không phải xấu, chỉ là có hơi kỳ thôi. Xem tỷ đó, muội chỉ là nói đùa chút thôi, mà tỷ đã căng thẳng thành ra bộ dạng này rồi. Được, bất kể bọn họ là xấu hay là kỳ. Vậy tỷ đã có chủ ý chưa hả? Chọn rồi. Thật à? Ai vậy? Ai vậy? Ngày mai tỷ đi hỏi. Quan Âm nương nương. Màn thầu đến đây. Khách quan, mời dùng thông thả. Ăn đi, ăn đi. Đại nhân, mời. Nghỉ ngơi một lát, uống ly trà. Dạ. Nào nào nào, ngồi ngồi ngồi. Các người ngồi bên kia. Đại nhân, ngài ngồi bên này. Cảm ơn. Đại nhân, ngài uống trà gì? Cho ta một bình trà pha ngon. Dạ. Tiểu nhị, mang đến một bình trà hương nếp đi. Trà hương nếp đến rồi đây. Đại nhân, trà đến rồi. Mạo muội hỏi một câu, đại nhân 10 năm trước chắc đã từng đến Tô Châu. 11 năm trước ở Tiêu Hùng Lâu của Tô Châu, có một vị hào khách tên Trịnh Đại Gia, ông ta có tùy tùng tên Lão Từ. Ông chính là Lão Từ. Ông hãy căng thẳng là thành ra thế này, ông có nhớ hay không? Trước đây vào lúc đến Tiêu Hùng Lâu lần đầu tiên, tứ đại mỹ nhân của chúng ta vừa đến gần ông đã thành ra bộ dạng này rồi. Phải phải phải, Lão Từ, ông cũng không nhận ra ta chính là tú bà của Tiêu Hùng Lâu đây. Đúng rồi, bà sao lại lưu lạc đến nơi ruộng đồng này? Sự đời khó lường. Sau khi các ông đi chưa đến một năm, một trận đại quả vô duyên vô cớ đã đốt sạch hết kỷ diện. Ngay cả quần áo cũng không để lại cho ta. Các cô nương trong viện chạy tán loạn. Còn ta ở đây mở một quán trà nhỏ, miễn cưỡng sống qua ngày. Đừng nhắc đến chuyện đau lòng này nữa. Ông muốn đi đâu vậy? Ta đến Thành Điền tìm một người bạn, phải nhanh hồi kinh rồi. Ông đến Thành Điền, vậy ông có gặp được Hồng Lăng không? Hồng Lăng? Hồng Lăng cũng ở Thành Điền sao? Phải, quê nhà của cô ấy ở Thành Điền mà. Ta vừa đến đây không lâu,
Có một lần ở thành điền đụng trúng cô ấy, mang theo em bé mấy tháng. Thấy dáng vẻ của cô ấy có vẻ không được tốt lắm. Tính ra bé trai đó chắc cũng đã 10 tuổi rồi. Chuyện này có ai biết không? Bà có nói cho người nào khác biết không? Ta không nói với ai hết, tuyệt đối phải nhớ kỹ. Nếu như có người hỏi đến, thì nói không biết gì hết. Ông yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói. Mẹ, con muốn xuống lầu chơi. Được, vậy con phải cẩn thận đó. Cẩn thận đó, dạ con biết rồi. Cứu mạng, Tiểu Hỷ. Các người muốn mang Tiểu Hỷ đi đâu? Mau quay lại đó. Ta đến bên kia một chút, Mùi ở đây đợi ta nha. Huynh mau quay lại đó. Mùi ở đây đợi Huynh. Cứu mạng giới. Nửa đêm canh ba ai gõ trống vậy? Đại nhân, để Lộc Tôn ra ngoài xem thử. Đại nhân, không xong rồi, không xong rồi. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người báo án nói trẻ con biến mất rồi. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở trong một ngày, lại có hơn 10 hộ gia đình báo án trẻ con mất tích. Đại nhân, tiểu nhân phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ. Căn cứ vào chi tiết báo án, trẻ mất tích toàn bộ đều là bé trai, hơn nữa đều là 10 tuổi. Toàn là bé trai, đều là 10 tuổi. Chuyện này đúng thật kỳ lạ. Rốt cuộc là người nào làm? Làm như vậy có mục đích gì đây? Đại nhân, loại chuyện như vậy trước đây từng xảy ra rồi. Có điều trong một năm chỉ có 1-2 vụ mà thôi. Đều là trẻ con từ 5 tuổi trở xuống. Có điều bây giờ, trong một ngày có tới 10 mấy vụ. Thật sự là không bình thường. Ta nghi ngờ do tập đoàn buôn người làm ra. Nghe kỹ đây. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải tăng cường tuần tra. Hãy thấy nhân vật nào khả nghi phải tăng cường phản vấn, đặc biệt là người của tỉnh ngoài đến. Nghe rõ chưa? Rõ đại nhân. Nghe thấy rồi thì đi đi. Đại nhân, nếu như là người của tập đoàn làm, thế lực nhất định rất lớn. Chúng ta phải đối phó với bọn chúng như thế nào? Ngươi mặc bộ đồ này gọi là gì? Bổ khoái. Bổ khoái là đúng rồi. Nếu dễ làm còn tìm ngươi sao? Hai ngươi cười thứ gì? Chức vụ của các ngươi là gì? Biết không hả? Bổ khoái. Đi mau. Rõ. Mau mau mau. Người đơn người làm gì? Trẫm tuổi cũng đã cao, tinh thần cũng có chút không ổn. Nhưng triệu chính càng lúc càng nặng nề. Trẫm nghĩ có lẽ đến lúc nhường vị rồi. Hoàng thượng cho rằng Khang Dương là lựa chọn tốt nhất sao? Phải. Suốt mấy năm nay, trẫm vẫn luôn quan sát, cảm thấy Khang Dương là lựa chọn thích hợp nhất. Đệ ấy lại là một người hiếu nhân quân tử. Sau này nếu đệ ấy làm hoàng đế, cũng nhất định sẽ cẩn chính yêu dân, quốc thái dân an. Hoàng thượng quyết định khi nào truyền vị cho Khang Dương, có lẽ là vào cuối năm. Từ Thái Y, vì sao lại đột nhiên thở dài? Lẽ nào đối với vấn đề truyền vị của trẫm có ý kiến gì đó chăng? Hoàng thượng anh minh, di thần sao có thể có ý kiến gì được? Di thần chỉ nghĩ đến hoàng thượng không có con kế thừa dương vị, mà có hơi thấy nuối tiếc thôi. Nhiều năm nay, hoàng hậu và rất nhiều phi tử đều không thể hạ sinh thái tử cho trẫm. Thật sự khiến trẫm cảm thấy hối tiếc cả đời. Hoàng thượng, có chuyện gì vậy? Di thần to gan dám hỏi hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng có con trai kế thừa dương vị, có phải vẫn sẽ truyền vị cho Khang Dương không? Sao lại có thể nếu như? Sự thật chính là sự thật. Giả thiết quá nhiều chỉ sẽ khiến trẫm không biết làm thế nào hơn thôi. Tướng công, vì sao sau khi từ thành điền về đến, chàng có luôn cao mày nhăn mặt, cuối ngày còn đánh tiếng thở dài nữa? Phu nhân, quả thật có một chuyện cứ chiếm cứ lòng ta, không thể cởi bỏ được. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến tướng công phiền não như vậy? Phu nhân, thật không giấu giếm, chuyện này dính đến tư tình của nữ nhi. Tư tình nữ nhi? Sao lại liên quan đến chàng?
đều là quả do ta gây ra. Nếu như lúc đầu không phải do ta nhất thời hồ đồ, thì sẽ không làm ra bước đường, cha con không thể nhận nhau như hôm nay. Tướng công, ta biết chàng luôn chê ta không biết gì, nhưng mà không ngờ rằng chàng lại ở bên ngoài nạp thiếp, bây giờ còn sinh cả con nữa. Chàng rốt cuộc coi ta là thứ gì đây? Chàng là muốn đuổi ta, sau đó cưới cô gái kia về đây đúng không? Phu nhân, nàng nói đi đâu vậy? Ta nào có nạp thiếp gì đâu, càng lấy đâu ra chuyện sinh con chứ? Vừa rồi là do chàng chính miệng nói ra, chàng còn muốn phủ nhận. Phu nhân, xin nàng đừng có vội đánh vỡ cái hũ nhanh như vậy. Ta vừa rồi nói không phải là chuyện của ta. Không phải chuyện của chàng, vậy là chuyện của ai? Chuyện này có liên quan đến hoàng thượng. Cái gì? Chàng nói hoàng thượng có con riêng sao? Chuyện phong lưu của hoàng thượng dài 10 năm trước, ngay cả bản thân hoàng thượng cũng không biết. Vậy chàng vì sao không nói cho hoàng thượng biết? Sáng nay lúc tham kiến hoàng thượng, ta đã thăm dò qua rồi. Nhưng mà hoàng thượng sớm đã chấp nhận chuyện không con kế vị. Nếu như ta cứ vậy mà nói cho ngài ấy biết, ngài ấy sao có thể tiếp nhận được? Huống hồ vì lòng đố kỵ của hoàng hậu nặng như vậy. Nhưng suy cho cùng cũng là con trai ruột của hoàng thượng mà. Từ thái y, thì ra ông đang ở đây. Dạ tướng quân, xin chào, xin chào. Ta đang định đến phụ tướng quân thăm hỏi ông, không ngờ ông lại đến đây trước. Ta vừa nghe nói ông mới từ thành điền về, đã vội vàng không đợi được mà đến tìm ông đây. Đúng rồi, phu nhân, xin chào. Dạ tướng quân, hai người có chuyện cần nói, ta xin đi về trước. Được, mời. Đúng rồi, dạ tướng quân tìm ta có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện rồi. Còn nhớ lúc trước ông đến thành điền, có một thế cờ chưa giải xong với ta không? Đúng. Kể từ sau lúc ông đi rồi, ta đã luôn nghĩ cách để phá giải. Bây giờ cuối cùng ta cũng nghĩ ra rồi. Vậy còn đợi gì nữa? Đi thôi. Được, đi thôi. Ta xe 4 bình 5, phân tướng một xe của ông. Ngự y, ông thua rồi. Cờ hay, cờ hay. Cuối cùng đã để ông nghĩ ra rồi. Ta ngay cả đánh ở sa trường, lần nào cũng đều thắng lợi. Không có lý do gì lại bại trong tay của Từ Ngự y được. Giải tướng quân quả nhiên tài trí hơn người. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn chúc mừng ông. Có chuyện gì mà chúc mừng ta? Rốt cuộc là chuyện gì? Sao ngay cả bản thân ta cũng không biết vậy chứ? Ta hôm nay bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng đã quyết định cuối năm truyền vị cho Khang Dương rồi. Ông là người được tin tưởng bên cạnh Khang Dương. Tới lúc đó, ông chắc chắn sẽ được thăng quan phát tài rồi. Ta trước giờ không trọng danh lợi. Ta đối với Khang Dương trước sau trung thành như một. Nếu ngay cả hoàng thượng cũng coi trọng ngài ấy như vậy, ta đương nhiên sẽ dốc sức hộ chủ đăng vị. Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Đi chỗ khác! Nhìn thấy quan kiệu thừa tướng đi qua, không những không tránh mà còn cản đường. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Xin đại nhân tha mạng. Thân là thị vệ triều đình, là dám chèn ép dân lành. Rốt cuộc là ai đã cho phép các ngươi to gan sằng bậy như vậy? Ta xem là ai, là dám đánh cả quan binh. Thì ra là Giải Khuê đại tướng quân của chúng ta. Thừa tướng đại nhân, ta cho rằng thủ hạ của ông đang cậy thế hiếp người rồi đó. Ông có lẽ phải giáo huấn bọn chúng đàng hoàng mới phải, phải không? Ta thường ngày đều vẫn đang dạy bảo bọn chúng. Người cản ta thì giết không tha. Thừa tướng, vừa rồi, bọn chúng thật sự là chưa chấp hành tốt huấn lệnh của ta rồi. Làm người không nên quá đáng. Ông cậy thế có người sau lưng ông chống lưng cho ông, mà tắc quai tắc quái. Có điều ta có thể nói cho ông biết, uy thế của ông sẽ không duy trì được lâu nữa. Đợi sau khi Khang Dương đăng vị rồi, hoàn cảnh của ông có thể sẽ thảm thương vô đối. Cái gì? Khang Dương sắp đăng vị? Sợ rồi sao hả? Thì ra ngay cả chuyện hoàng thượng quyết định cuối năm sẽ truyền vị cho đời Khang Dương mà cũng không biết. Chẳng trách ông bây giờ vẫn còn đang tâm trạng ngồi kiệu du lãm phố xá kinh thành. Đi chức tham kiến hoàng hậu nương nương, có tin gì tốt không? Hồi bóng hoàng hậu, chúng thần đã bắt hết toàn bộ bé trai 10 tuổi của thành điện, tập hợp lại ở một nơi tương đối bí mật, đợi chờ hoàng hậu xử trí. Vậy người đã tra ra con trai của Hồng Lăng chưa? Chúng thần đã tra được. Hồng Lăng sớm đã chết rồi. Còn con trai của bà ta rốt cuộc lưu lạc đến nhà ai? Trong nhất thời vẫn chưa nghe ngóng được. Cho nên chúng thần mới đem hết tất cả các bé trai 10 tuổi của thành điện giam cầm lại. Được, làm rất tốt. Làm rất tốt. Còn đợi gì nữa? Ý của hoàng hậu là đương nhiên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Toàn bộ giết hết cho ta. Ti chức tuân mệnh. Vậy còn đợi gì nữa? Rõ. Ti chức lập tức hành động.
Tham kiến thừa tướng. Di thần xin thỉnh an hoàng hậu nương nương. Thừa tướng, ngươi đến thật là đúng lúc. Ai gia có một chuyện vui muốn nói cho ngươi biết. Hoàng hậu vui như vậy, nhất định là cá chép trong hồ đã sinh rất nhiều cá con rồi. Không phải, không phải. Như vậy nhất định là mẫu đơn trong hoa viên đã nở rồi, mới có thể khiến cho hoàng hậu nương nương mở cờ trong bụng. Cũng không phải. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ không hề hứng gì. Thưa tướng, ngươi không cần đoán nữa. Hay là để Ai Gia nói cho ngươi biết vậy. Vừa rồi Cao Hỷ đến báo, tất cả bé trai 10 tuổi của Thành Điền đều đã ở trong tay bọn họ rồi. Mặc dù vẫn chưa tra ra được nghiệt chủng của Hồng Lăng là ai, nhưng mà ta đã hạ lệnh giết hết không tha. Cái gì? Sao vậy? Không có gì. Hoàng hậu, thần cũng có chuyện bẩm báo. Hoàng thượng đã quyết định truyền vị cho Khang Dương rồi. Cái gì? Các người đó, đừng có mà đứng ở đây khóc lóc thúc thích nữa được không? Nếu như đại nhân chúng ta có được tin tức của đám trẻ mất tích, nhà môn nhất định sẽ thông báo cho các ngươi. Đại nhân, con của chúng tiểu dân đã mất tích được mấy ngày rồi, nhưng mà ngày nào các ngài cũng nói chưa có tin tức. Nếu như con trai của tiểu dân có bất trắc gì, tiểu dân cũng không muốn sống nữa. Đại nhân, rốt cuộc là có phái thêm người đi điều tra chuyện này không vậy? Đại nhân, ta thân là quan phụ mẫu của các ngươi, chuyện này ta còn lo lắng hơn bất kỳ ai trong các ngươi. Các ngươi yên tâm đi, bổn quan nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi tra rõ chuyện này. Đại nhân, đại nhân, vừa rồi ngài dễ dàng đáp ứng bọn họ và giúp bọn họ tìm được con về như vậy, nếu lỡ tìm không được thì làm thế nào? Đồ khốn, tìm mấy đứa trẻ tìm cũng không được, còn làm quan phụ mẫu gì chứ? Chỉ bằng về quê cày ruộng đi. Có điều đại nhân à, nói thật ra bọn ta đã tìm mấy ngày rồi mà không có chút manh mối gì, thật sự là khó tìm. Rốt cuộc là người nào đã bắt những đứa trẻ đi vậy chứ, mà còn có thể làm việc không để lại vết tích nữa? Đại nhân, câu hỏi này ta rất khó trả lời ngài. Khó trả lời cũng phải trả lời. Chẳng lẽ ngươi muốn thất tính với lão Bách Tính sao? Há có lý này. Thật là há có lý này chứ. Tống Đấu, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, bắt đầu từ bây giờ, người khắp nha môn đều phải không ngủ không nghỉ, ở thành điền đều phải lục soát theo phương pháp trải dài. Trong vòng 3 ngày, các ngươi nhất định phải cho ta câu trả lời dự ý. Rõ thưa đại nhân, ta lập tức đi ngay. Có điều đại nhân, chúng ta trước đây có 3 điều ước hẹn. Ông bắt ta điều tra toàn diện, nếu như ta ra đến đệ nhất trù, ta dẫm vào đệ nhất trù. Bây giờ lấy chuyện công làm trọng, bỏ ân quán cá nhân lại, hiểu chưa? Rõ thưa đại nhân, đi đi. Nói như vậy, ta có thể danh chính ngôn thuận đi gặp Phi Nhạn rồi. Thật sự không tiến bộ. Còn nữa, nghe đây, khắp thành điền, mỗi một ngóc ngách các ngươi không được bỏ qua, biết chưa? Rõ đại nhân. Ông chủ, ông chủ, hai vị công sai đại ca, hai ngài muốn lục soát thì cứ tùy tiện lục, nhưng mà tuyệt đối phải cẩn thận. Những đồ cổ này đều là vật rất đáng giá tiền, tuyệt đối đừng làm dở. Ông chủ, ông từng nghe chữ quan hai cái miệng, nhưng chưa từng nghe chữ quan hai con mắt. Cho dù có dở, ta cũng không còn cách nào. Đồ cổ của ta, các ngài làm dở đồ cổ của ta rồi. Sơ ý, sơ ý. Hoa nở trên đất, tiếp tục lục soát, chăm sóc chưa chu đáo rồi. Sao nào, những món ăn này có hợp khẩu vị của mọi người không? Vẫn ngon, vẫn ngon. Người nha môn làm việc thật giỏi, thích thì nghỉ ngơi, thật quá nhàn rỗi. Tống đại ca, huynh đến rồi. Món ăn chút gì không? Nào, tự nhiên ngồi đi. Không cần, không cần. Ta hôm nay không phải đến ăn cơm. Không phải đến ăn cơm, vậy đến làm gì? Ta đến là để làm công sự. Đến để làm công sự à? Phải đó. Như các cô cũng biết, gần đây thành điền chúng ta có rất nhiều bé trai mất tích. Bây giờ đại nhân hạ lệnh phải lục soát khắp toàn thành, nhất định phải tìm ra những bé trai này. Có nhầm lẫn không vậy? Tìm trẻ em, tìm đến nhất trù ta, người điên rồi. Người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, nơi không có khả năng nhất cũng chính là nơi có khả năng nhất. Đợi đã, ngươi nghĩ ta sẽ làm như vậy sao? Phi Nhạn, đây là mệnh lệnh của đại nhân, ta phải phục tùng. Ngươi thực sự muốn lục soát, sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta. Không đâu, không đâu, ta chỉ là làm lỡ một chút xíu thời gian của cô thôi. Nhiều nhất sau này ta đến thêm mấy chuyến nữa. Nào, toàn bộ đứng dậy. Đứng dậy đi. Đứng dậy, nào, lục soát cho ta. Lục soát kỹ càng. Không được soát. Phi Nhạn, cô đừng làm khó ta chứ. Người nói đệ nhất trụ có thể chấp chứa trẻ con mất tích không?
Ta thấy người là đáng bị nghi ngờ nhất đó. Ta? Ta hỏi người, Đậu Đậu mấy tuổi rồi? Đậu Đậu à? Nó năm nay 10 tuổi. Vậy thì đúng rồi. Bé trai 10 tuổi khắp thành điền đều bị mất tích hết. Chỉ có Đậu Đậu vẫn còn bên cạnh người. Ta thấy tất cả chuyện này có liên quan đến bản thân người nhất đó. Các vị nói có phải không? Đúng đó. Hắn ta là đáng khiến người ta nghi ngờ nhất đó. Phải rồi, sao chúng ta lại không nghĩ đến chứ? Nhất định phải tra cho kỹ. Tống đại ca, Đậu Đậu hiện giờ ở đâu? Ngay cả ngươi cũng nghi ngờ ta sao? Có phải không? Người ta chỉ là ngại phải nói ra thôi. Ngay cả nhà của ta cũng phải lục soát sao? Phải. Con trai của nhà ta cũng bị mất tích mà. Nhà môn cũng có ghi chép. Chẳng lẽ nói ta sẽ tự mình bắt con của chính mình đi sao? Phải công bằng mà làm. Nhà nào cũng phải lục soát. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Không sai đại gia, bánh bao này không thể ăn được. Bọn ta từ sáng đến tối vẫn chưa ăn cơm đó. Lấy cái bánh bao của ngươi ăn thì chết à? Đúng vậy, mấy cái bánh bao này cứ ngắt bọn ta chịu ăn là nể mặt ngươi rồi đó. Thật sự là không thể ăn được mà. Bởi vì ta dùng để hạ độc chuột đó. Ta đã bỏ thuốc chuột vào rồi. Ngươi không nói sớm hơn. Bà chủ Liễu nói không sai. Tất cả bé trai 10 tuổi khắp thành điền toàn bộ đều bị bắt đi. Chỉ có con trai Đậu Đậu của Tống Đấu vẫn chưa bị bắt đi thôi. Các người nói xem, chuyện này nếu như nói không liên quan với hắn, ta có chết cũng không tin đâu. Các người nói có phải không? Có phải không? Chuyện này có liên quan với Tống Đấu hay không thì ta không biết. Nhưng mà ta chắc chắn chuyện này không dính tới bà. Bởi vì bà không có con bị bắt đi mà. Ta có con hay không liên quan gì đến ngươi? Nếu như chuyện này có liên quan với chúng ta, vậy thì thảm rồi. Ngươi làm gì vậy? Mắc cười lắm à? Sau này ta nghe được chuyện gì không nói cho ngươi biết đâu. Đừng nóng giận mà. Đây đây đây, chỉ là nói đùa thôi mà. Đúng rồi, tên Tống Đấu kia, bình thường thấy hắn ngốc nghếch đần độn. Hắn nhát gan như vậy, sao có thể làm ra chuyện không có tình người vậy được chứ? Đây gọi là biết người biết mặt, không biết lòng. Ta nghĩ hắn ta là bị người ta sai khiến làm đó. Hắn thầm sống sợ chết như vậy, sao có thể làm ra chuyện lớn như vậy sao? Hắn vì sao phải làm như vậy? Là vì tiền đó. Còn cần phải nói à? Thật ra, loại người giống Tống Đấu đó, thật là không có chút ích lợi gì. Ta nói ngươi nghe, nếu để như ta nhất định. Đi đâu vậy? Đại nương à, nếu như bà gặp được hắn, bà sẽ làm thế nào? Ta nhất định sẽ đánh cho hắn tỉnh. Quản đại nương, bà đang nói gì vậy? Tống bộ khoái, bà nói đi. Ta, nhanh nói đi. Tống Đấu, ngươi đã làm ra chuyện mất nhân tính. Ngươi cẩn thận kẻo bị người ta ném trứng gà thối đó. Các ngươi tất cả nghe cho ta. Nếu như Tống Đấu ta từng làm chuyện mất nhân tính, các ngươi có thể lấy trứng gà thối ném vào ta. Ta sẽ ăn hết toàn bộ. Ngươi nói đó, có thật không đó? Điều ta đã nói đương nhiên là thật rồi. Vậy thì tốt. Người cho rằng ăn trứng gà thối là xong chuyện à? Người nhảy xuống hoàng hà cũng không sửa sạch được. Chúng ta đi. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Cao đại nhân, thanh niên còn một bé trai 10 tuổi vẫn chưa bắt về. Sao lại có cá lọt lưới được? Bé trai này rốt cuộc là ai? Là con trai có một tên bộ khoái trong nha môn. Ta mặc kệ đó là con của ai. Tóm lại nhất định phải bắt nó về đây. Rõ, Cao đại nhân. Chuyện này không được dây dưa nữa. Chúng ta phải nhanh chóng xử quyết đám trẻ này. Rõ, Cao đại nhân. Còn sao vậy? Sao lại đi chậm như vậy? Đi nhanh lên, không cần phải gấp gáp vậy chứ. Vấn đề không phải gấp hay không gấp. Con nghĩ thử xem, bây giờ cả cái thành điền này, trẻ con 10 tuổi đều bị bắt đi hết. Còn lại con là người sau cùng. Phi Nhạn nói rất đúng, nếu như không đi, vậy sẽ bằng như đưa dê đến miệng cọp. Lão Đậu, cha tính không chịu trách nhiệm với con như vậy sao? Không phải không chịu trách nhiệm, rồi sau khi gió yên sóng lặng hết rồi chúng ta sẽ quay về. Lão Đậu,
Con thì không tin võ công của cha lại không đánh thắng được bọn chúng. Trước mắt đối phương là ai, chúng ta còn chưa biết. Con xem chúng ta đã điều tra lâu như vậy, cũng chưa ra được manh mối gì. Nếu như bọn chúng xuất hiện, cha không thể dùng công phu thật của mình để đánh với bọn chúng. Dùng công phu thật, bọn chúng chẳng phải biết ta là ai rồi sao? Được rồi, đừng nói nữa, đi thôi. Lão Đậu, cha bị sao vậy? Đậu Đậu, bụng của cha lại đau rồi. Con đi cùng với cha đi. Con đi cùng với cha đi. Con không đi. Được được được, không đi thì không đi. Vậy con ở đây đợi cha. Ở đây đợi cha nha. Đừng chạy lung tung. Cha sẽ quay lại nhanh thôi. Lão Đậu, quay nhanh lại đó. Lão Đậu, cứu con, cứu con, cứu mạng. Thả ta ra, thả ta ra. Tiểu quỷ, đừng ồn nữa, thả ta ra, đám khốn nạn như các ngươi. Lão Đậu của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Thả ta ra, thả ta ra. Thả ta ra, thả ta ra. Tiểu quỷ, nếu các ngươi còn kêu nữa thì đánh chết ngươi đó. Lão Đậu của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Tiểu tử này là đứa sau cùng à? Phải. Rất tốt. Thả ta đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Bắt ta đến đây làm gì? Tiểu tử, ngươi hỏi nhiều quá rồi đó. Một người nếu như biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Chẳng lẽ điều này cha ngươi cũng không dạy cho ngươi sao? Các ngươi đừng đắc ý sớm quá. Lão Đầu của ta là bổ khoái của nha môn. Ông ấy sớm muộn sẽ giăng lưới bắt hết các ngươi. Sớm muộn hả? Tại là các ngươi ngay cả đêm nay cũng không qua nổi rồi. Các ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào à? Các ngươi đào lỗ thế nào rồi? Sắp xong rồi. Tối hôm nay đã có thể chôn sống bọn chúng rồi. Các ngươi định chôn sống bọn ta? Chuẩn bị hành động. Nhanh lên. Ở đâu? Đi theo ta. Bọn chúng ở bên trong. A Tiền, A Tôn, lên đá cửa cho ta. Xông vào trong, chúng ta sẽ theo sau mà xuất hiện. Đi đi. Mau lên. Sao lại thành thế này? Những đứa trẻ rõ ràng bị bắt. Sao lại thả bọn trẻ ra như vậy? Cẩn thận, có giả. Qua đó đón bọn chúng đi. Nào nào, đi, mau đi nào. Mau lên, mau mau mau. Phùng đại nhân, bây giờ phải làm thế nào? Xông vào trong đi. Đừng động đậy. Đậu đậu. Đậu đậu. Đậu đậu. Đậu đậu. Con không sao chứ? Dạ không sao. Lão Đậu, các người còn sững ra đó làm gì? Mau giúp bọn con cởi dây trói đi. Nào nào, để ta giúp con. Bây giờ làm thế nào? Còn hỏi nữa. Nhanh cởi dây trói giúp bọn trẻ đi. Dạ. Đậu đậu, qua đây. Người bắt bọn con đâu rồi? Con không biết vì sao bọn chúng đột nhiên toàn bộ chạy mất hết. Ta biết rồi. Nhất định là bọn chúng nghe thấy thanh danh, biết chúng ta sắp đến, sớm nên đã bỏ chạy ngay rồi. Bọn chúng vì sao vất vả bắt những đứa trẻ này về đây như vậy? Rồi lại dễ dàng thả bọn chúng ra như vậy? Phải đó, bọn chúng nói tối nay phải chôn sống bọn con nữa. Cái gì chôn sống à? Muốn chôn sống bọn con à? Dạ, bọn chúng còn thần thần bí bí. Còn nói là đã đào xong một cái lỗ lớn rồi. Hình như không giết bọn con là không được vậy. Nếu như bọn con thật sự chết như vậy, quả là chết không rõ ràng rồi. Đậu đậu, con có nhận ra dáng vẻ của đám người đó không? Con hoàn toàn không nhìn thấy tướng mạo của bọn chúng. Bởi vì bọn chúng cả người mặc đồ đen, ngay cả mặt cũng bịt cả vải đen.
Tống Đấu, ngươi lần này rất dũng cảm, lấy đầu đầu của mình ra làm mồi nhử. Nếu không phải như vậy, những đứa trẻ đó sao có thể tìm về được đây? Đại nhân, vì sự an toàn tính mạng của hơn 10 đứa trẻ này, ta cho dù mạo hiểm cũng là đáng. Bây giờ tất cả trẻ em suy cho cùng được bình an quay về. Cái vụ án bắt cóc trẻ em này đã kết thúc rồi. Đại nhân cũng không cần từ quan về quê cày ruộng nữa rồi. Đáng lẽ vui lên mới phải, sao còn u sầu không vui? Ngươi cho rằng vụ án đã kết thúc như vậy sao? Cả vụ án đã kết thúc rồi, không phải sao? Tống Đấu, người quá đơn thuần rồi. Chúng ta ngay cả chủ mưu là ai cũng không biết. Trước mắt chỉ có chủ mưu là chưa bắt được. Sớm muộn nhất định sẽ rơi vào tay chúng ta thôi. Ngươi cho rằng bọn chúng là những tên bắt cóc người đơn giản như vậy sao? Nếu như phải thì đã không đào một cái lỗ lớn để chôn sống đám trẻ rồi. Đúng vậy, nói cũng phải. Bọn chúng đã tốn nhiều sức lực như vậy, cũng không có được lợi ích gì. Tóm lại, ta cảm thấy bên trong nhất định là có âm mưu. Có âm mưu? Có phải liên quan đến việc đám trẻ hay không? Ta không biết. Theo ta thấy, đám người này là có kế hoạch đi bắt những đứa trẻ này, cũng là nhận được mệnh lệnh nên mới thả bọn chúng đi. Như vậy sẽ là âm mưu gì đây? Ta dám nói chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc như vậy. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Ai mà biết? Chúng ta đợi mà xem. Mời. Cao đại nhân, mời ngồi. Đại gia, nhị gia, ta vừa rồi mới nhận được bộ câu truyện thư của thừa tướng. Ngài ấy muốn hai vị làm một chuyện. Xin hỏi Cao đại nhân, thừa tướng có dặn dò gì? Thừa tướng muốn hai ông đi tìm con riêng của hoàng thượng. Như vậy, hoàng thượng có con riêng sao? Chuyện này phải tuyệt đối bảo mật. Chuyện đó đương nhiên rồi. Chuyện đó đương nhiên rồi. Đại gia, nhị gia, chuyện này xin hai ông lập tức tiến hành. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm, phối hợp với nhau. Cao đại nhân xin yên tâm. Chuyện của thừa tướng cũng chính là chuyện của hai huynh đệ chúng ta. Đúng đúng đúng. Chuyện này, hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ giúp thừa tướng làm cho ổn thỏa. Đúng đúng, chúng ta lập tức tiến hành. Tốt. Cao đại nhân, ngài thay chúng ta hồi báo thừa tướng. Xin ngài ấy yên tâm đợi tin tốt của chúng ta. Cao đại nhân đi thông thả. Đi thông thả, thông thả. Nào nào nào. Cao đại nhân, tiểu nhân có chút không hiểu. Vì sao chúng ta phải đem những đứa trẻ đã bắt về toàn bộ thả ra hết vậy? Đây là mệnh lệnh của thừa tướng. Chúng ta không cần biết bất cứ lý do gì. Rõ. Cao đại nhân, lần này nếu chúng ta tìm được con riêng của hoàng thượng, có phải cũng sẽ tức khắc giải quyết nó không? Đương nhiên không phải. Chúng ta không những không thể giết nó, hơn nữa còn không thể làm bị thương bất kỳ cộng long nào của nó, bởi vì nó là long chủng, yêu cầu chúng ta phải bảo hộ nó cao độ. Hiểu rõ chưa? Rõ. Các người có biết gì chưa? Hai đại ác nhân Lỗ Gia đã về đến thành điền rồi. Phải không, Quảng đại nương? Bà là nghe được ở đâu vậy? Ta vừa mới nghe được. Bà vừa mới nhìn thấy bọn họ à? Hai huynh đệ bọn họ chẳng phải đang ngồi lao ở kinh thành sao? Nhanh vậy đã thả rồi sao? Bọn họ có ngồi lao hay không, không ai biết. Đây gọi là chữ quan hai cái miệng. Hai người Lỗ đại, Lỗ nhị bọn họ chắc chắn là có người ở sau chống lưng. Rất có thể hai huynh đệ bọn họ đã phạm pháp, vẫn được phán vô tội. Ta nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của bọn họ, có vẻ giống như vừa mới du nguyên ở kinh thành về vậy. Đúng vậy. Mấy bách tính bình thường như chúng ta, nào có quyền hỏi chứ? Nhanh đến xem thử, nhanh nhanh nhanh. Để chúc mừng cho trẻ em bị mất tích quay về. Đặc biệt thưởng một chiếc đùi vịt cho bé trai bị mất tích trở về. Mời đến đệ nhất trù để nhận lấy. Bọn họ đang làm ra vẻ gì mà hào phóng như vậy? Còn mời ăn đùi vịt nữa. Hơn nữa còn là đệ nhất trù. Vì đại tẩu này, con của cô năm nay mấy tuổi rồi? Nó năm nay 10 tuổi. 10 tuổi? 10 tuổi? Trẻ con 10 tuổi có phúc lắm. Có phúc gì chứ? Có khẩu phúc. Nhanh dẫn nó đến đệ nhất trù nhận lấy một chiếc đùi vịt mỹ vị. Thúc thúc, có đùi vịt ăn thật sao? Phải. Nào nào nào. Theo ta đi đến đệ nhất trù. Nào 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 nào. Lỗ đại lỗ nhị đối với trẻ con rất hiền hậu. Đúng. Từ lúc bọn họ trở về từ kinh thành, thật sự có chút thay đổi rồi. Phải đó. Bọn họ rõ ràng là người đã phạm pháp, nhưng mà lần này bọn họ đột nhiên quay về, khả năng là sợ người ta đàm tiếu, cho nên mới nghĩ mọi cách để làm người tốt, tuyệt đối có khả năng. Chúng ta cũng đến đệ nhất trù xem thử có đùi vịt ăn không. Mọi người xin yên lặng, xin yên lặng, xếp hàng vô. Chúng ta hôm nay chiêu đãi bé trai 10 tuổi. Độ tuổi không phù hợp, còn là bé gái nữa. Chúng ta không chiêu đãi. Đi 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 đi. Đại thẩm mà, tụi nhỏ như vậy cũng dẫn đến sao? Đi 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 đi.
Xem ra bọn họ là đang dự định phát đùi vịt thật. Người không có con, nếu như người có thì mau dẫn nó đến đây ăn đùi vịt miễn phí đi. Phải đó, con 83 tuổi, nếu muốn ăn còn phải đợi 7 năm nữa. Các người cũng đến rồi à? Người năm nay mấy tuổi? Nó nào có được 10 tuổi? Nó là sinh năm Mão, trời đất lạnh giá mùa đông năm đó. Ta đỡ đẻ giúp mẹ nó, cho nên biết rất rõ. Đúng đúng đúng, Quảng đại nương, bà trước giờ làm mối giúp người ta, là đỡ đẻ cho người ta nữa, bà chắc chắn biết rõ độ tuổi của bọn chúng, chuyện đó đương nhiên rồi, còn cần phải nói. Vậy bà hãy giúp chúng ta chọn, ta chỉ cần bé trai, 10 tuổi sinh vào năm Thìn. Không vấn đề. Nhưng mà ta có được lợi gì không? Đùi vịt bà ăn thoải mái tính tiền cho ta. Thật à? Đùi vịt nóng hổi đến rồi đây. Quảng đại nương, đùi vịt là ăn miễn phí, bà hãy ăn nhiều chút nào. Nào nào, nào nào nào. Bà đừng chỉ lo ăn thôi chứ, bà xem nó có hợp lệ không. Hợp lệ, hợp lệ, hợp lệ. Được được được. Bé trai đã đăng ký qua bên này, qua bên đó lĩnh nhận đùi vịt đi. Bạn nhỏ, nào nào. Ăn thông thả. A Nguyên, ghi vào một chiếc đùi vịt. Được. Để đảm bảo cho những đứa trẻ sau này được bình an, ta hôm qua đã đến miếu cầu xin ấn bình an. Chỉ cần đóng dấu ấn lên lưng của đứa bé, sau này đứa bé sẽ được bình an. Quá tốt rồi. Giữ bình an, đóng dấu không sao mà. Bạn nhỏ à, người rất đặc biệt, lát nữa sẽ có thưởng thêm. Qua bên đó ngồi đi. A Nguyên, lại thêm vào một chiếc đùi vịt, còn có ghi chú, có phần thưởng khác. Người cũng rất đặc biệt, lát nữa sẽ được thưởng thêm. Qua bên đó ngồi. Bạn nhỏ nào, ăn từ từ. A Nguyên, người tiếp theo, lại thêm một chiếc đùi vịt. Nào nào nào, bạn nhỏ à, nào mau qua đây. Các bạn nhỏ, các người đều rất đặc biệt, cho nên đại gia đã sắp xếp cho các người một tiết mục rất đặc biệt, chính là đến nhà của đại gia chơi một ngày. Con không đi, mẹ đã nói rồi, ăn đùi vịt xong phải về nhà. Phải đó, con cũng không quen biết các vị, sao mà đi được, đến nhà các vị à, con cũng không đi. Anh bạn nhỏ, nhà của đại gia rất lớn, chơi rất vui, ta đã sắp xếp cho các người rất nhiều, tiết mục chơi rất vui. Phải đó, có tiết mục thì như thế nào? Có tiết mục trò chơi thì sẽ có phần thưởng. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều phần thưởng, mỗi người 2 bộ quần áo mới, 2 đôi giày mới, còn có 10 lạng bạc chia cho bọn ngươi, có muốn không? Có nhiều đồ tặng cho bọn con như vậy sao? Vậy con đi theo ngài, được. Nếu như không đi cũng được. Ta sẽ đem quần áo mới, giày mới tặng cho bạn nhỏ nào chịu đi. Con muốn đi. Như vậy mới ngoan đúng không? Người đi sẽ có quần áo mới, giày mới. Nào nào nào, đi theo ta. Đại gia, thanh toán trước đi. Bao nhiêu tiền? Tổng cộng 150 đùi vịt. Tính ông 50 lạng bạc. Sao lại đắt như vậy? Bọn chúng đã ăn hết 150 chiếc đùi vịt sao? Đúng, ở đây có 150 đứa trẻ sao? Đúng vậy. Đương nhiên không có 150 đứa trẻ. Nhưng mà cha mẹ của những đứa trẻ, còn có quản đại nương vừa rồi, đã ăn rất nhiều chiếc. Hơn nữa là dự định đặc biệt, đương nhiên phải đắt hơn bình thường một chút. Ta tính cho ông xem là được. 150 chiếc đùi vịt này, chính là 75 con vịt. Vịt của ta không có đùi, đương nhiên không bán đi được. Ông cũng phải chịu. Còn nữa, để nhất trù chăm sóc các vị, việc buôn bán khác không làm được, tổn thất này ông cũng phải chịu. Hơn nữa còn có các phí như phí trà, phí phục vụ, phí mặt bằng. 50 lạng thực sự là đã chiết khấu cho ông rồi. Được rồi, được rồi. Lỗ nhị, lấy 50 lạng đưa cho cô ta. Không, không, không. Đại ca, cô ta lần nào cũng như cướp tiền của chúng ta vậy. Ông có định trả tiền không? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đưa cho cô ta. Trả tiền. Các bạn nhỏ có thể đi rồi. Đi theo đại gia ta. Lỗ đại gia à, sau này muốn làm tiệc chúc mừng gì, đừng quên nhớ đến tiệm ta nha. Ta chiết khấu cho ông. Đi thôi, đi thôi. Tỷ à, tỷ à. Tỷ nói xem huynh đệ Lỗ thị này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy? Quan tâm hắn chi? Kiếm được tiền là được rồi. Các bạn nhỏ, đi theo ta, đi theo ta. Được rồi, được rồi. Được rồi, hãy đứng ở đây. Mọi người xếp thành một hàng, xếp thành một hàng. Đều rất ngoan. Các ngươi đều nhìn thấy rồi đó. Những chiếc y phục mới xinh đẹp này đều sắp tặng cho các ngươi mặc đó. Nhanh cởi y phục trên người ra, thay y phục mới lên xem có hợp không. Nào nào nào, nhanh cởi đi, nhanh cởi đi. Cởi nhanh đi. Ai cởi nhanh còn được nhận thêm một lạng bạc nữa.
Được rồi, được rồi, được rồi. Tạm dừng thay y phục mới. Không được thay y phục sao? Lát nữa ta sẽ nói cho các ngươi biết. Vậy bây giờ, các ngươi quay lưng về phía ta. Nào, nào, nào. Xếp bên này, xếp bên này. Nào, nào, nào. 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 Còn nữa, còn nữa. Nào. Từ ngữ y. Ông đã đứa bé sau lưng có vết bớt. Khả năng chính là con riêng của hoàng thượng. Mau giúp ta xem thử. Nhị gia có thể dẫn bọn con về nhà không? Xếp hàng đi. Ta đã kiểm tra qua tất cả những đứa bé 10 tuổi sinh vào năm Thìn thì có 5 đứa này. Sao nào? Sau lưng của tiểu hoàng tử này xác thực là có một vết bớt. Ở vị trí nào? Chỗ eo bên phải lên 5 tấc. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Đợi một lát. Năm đó là ta tận tay đỡ đẻ. Vết bớt này ta nhớ rất rõ. Người có thể đi rồi. Đại ca, đều chuẩn bị xong rồi. Tìm được rồi, tìm được rồi. Tìm được rồi, tìm được rồi. Ta đã tìm được tiểu hoàng tử rồi. Đó là tiểu hoàng tử. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đại gia, con đã làm sai gì rồi không? Người không có làm sai. Người rất tốt, người rất tốt. Thật sự đúng là nó sao? Để nhìn đi, để nhìn đi. Đây chính là vết bớt của rồng. Vậy nhanh báo cho thừa tướng. Ngài biết được nhất định sẽ rất vui. Nhất định sẽ trọng thưởng cho chúng ta. Vì sao lại như vậy? Chuyện gì vậy? Để xem đi. Ôi trời ơi. Đại ca, đây đâu phải là vết bớt của rồng. Đây là dấu vết do đứa trẻ không cẩn thận để bị thương mà. Ôi trời ơi. Thật đúng là một bên vui sướng, một bên uổng công. Đại ca, bảo chúng ta đi đâu để tìm được con riêng của hoàng thượng bây giờ? Đậu đậu, lạnh quá à? Không có. Cơm đã nấu xong rồi, mau qua đây ăn đi. Đừng đụng vô con không cần cha quan tâm. Đậu đậu, chúng ta là hai cha con như vậy với cha rất buồn đó. Còn nói là hai cha con, mà cha lại bắn đứng con, hai con bị bắt đi, xém chút nữa mất mạng luôn rồi. Đậu đậu à, cha sao lại bắn đứng con được? Đó chẳng qua chỉ là mưu kế của cha mà thôi. Mưu kế? Vậy thì sao cha không nói rõ với con? Đã gọi là mưu kế chính là không nói với con mới có thể chân thật được. Con yên tâm đi, nếu như có nguy hiểm, lão đầu cha nhất định sẽ dũng cảm đứng ra. Cha làm được không? Cha làm được không? Để bảo vệ thân phận của bản thân cha sẽ để lộ công phu thật của mình sao? Cha làm được sao? Không phải.